Cuộc sống hiện đại thời 4.0, không gian sống của mỗi gia đình cũng đã thay đổi hơn với sự hỗ trợ của máy móc, đồ dùng thông minh tiện ích. Dụng cụ làm bếp cũng không nằm ngoài trong số đó, với rất nhiều mẫu mã đa dạng, phát minh tiện dụng đã giúp cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Trong số đó không thể không nói đến một công cụ quá tuyệt vời, hữu ích và đa năng. Đó là sàn kèm cấp đóng đồ trên dán nở bằng inox. Đây thực sự là một dụng cụ cực kỳ tiện ích trong nhà bếp. Nó giúp bạn dễ dàng kẹp, gắp và lấy thức ăn trong chảo nóng, giúp bạn thao tác dễ dàng, nhanh chóng và an toàn, cho bạn có thể tự tin chế biến món ăn ngon và chất nhất. Sàn kèm cấp nóng đồ ăn bằng inox có thiết kế độc đáo, không chỉ hỗ trợ việc kẹp, gắp thực phẩm nhanh chóng, dễ dàng mà còn mang lại nhiều tính năng hữu dụng cho công việc nấu nướng thường xuyên hay kéo dài của người nội trợ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay và hữu ích, hãy nhấn like và bật chuông đăng ký để nhận được thêm nhiều video mới hơn nữa. Và bên cạnh là một số video khác, các bạn nhấn ngay để xem.